Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một chiếc camera theo mình thì nó khá là tuyệt vời cả về giá và tuyệt vời cả về thiết kế và chất lượng luôn. Thì đó là một chiếc camera của thương hiệu Kecam. Để mình tìm xem cái tên nó ở đâu, mình giới thiệu các bạn Kecam mà đây, Kecam, thương hiệu Kecam bạn. App của nó, app sử dụng của nó là Kecam Pro, các bạn có thể tìm trên App Store, trên Google Play tìm cái phần mềm Kecam Pro để sử dụng nó. Còn cái mẫu này là cái mẫu CC 2020. Nếu như các bạn tìm cái tên Kecam ở trên mạng internet ấy, thì các bạn có thể dễ dàng tìm thấy rằng nó có ba cái model, ba cái mẫu. Đó là một đầu tiên ấy, nó là cái model là Kecam, thì thiết kế nó gần giống như này nhưng nó logo là logo của Kecam. Logo của Kecam giống như cái này này, giống như cái logo này này, chứ nó không phải logo hình xoáy 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 này. Và cái model thứ hai là model CC 2020, chính là cái chiếc mình có trên tay đây, CC 2020. Mẫu CC 2020 đây. Đấy, của thương hiệu Kecam nhưng mà là mẫu CC 2020. Ngoài ra có thêm một phiên bản nữa là CC 2021 thì thiết kế nó khác một chút. Các bạn có thể tự tìm hiểu khác một chút nhưng mà mình nghĩ là phần cứng bên trong thì chắc nó cũng không thay đổi nhiều lắm, mặc dù là thấy nhiều bạn có nói rằng là cái mẫu 2021 nó không không được sắc nét như mẫu 2020. Thì đây, mình sở hữu một cái mẫu 2020, rất là may mắn. Kecam Pro, Kecam 2020, nhưng mình cũng không hiểu là cái Vietstar quốc tế này nó liên doanh hay nó liên quan gì tới nó mà chiếc camera này tên và hướng dẫn các thứ đều bằng tiếng Việt cả. Đây, Vietstar quốc tế, chữ tiếng Việt, logo xoáy xoáy đây. Và hướng dẫn, cái quyển hướng dẫn mà mình vừa mới dở ra đây cũng là tiếng Việt luôn. Đấy, rất dễ dàng và tiện lợi cho các bạn nào mua về sử dụng mà không biết tiếng Anh hay tiếng Trung Quốc gì đó. Thương hiệu này là thương hiệu của Trung Quốc, Kecam Trung Quốc, rất là rẻ. Mình tiết lộ luôn cái camera này mình mua ở trên Shopee có giá, nếu mà chỉ chiếc camera không ấy thì giá của nó là 289.000 đồng. 290.000 cho một chiếc camera như này là quá tuyệt vời. Camera 2.0 megapixel, độ phân giải là Full HD. Loa ngoài đàm thoại ở đây. Ở đây thì mình nghĩ đây là lỗ thông hơi. Còn loa ở đây đây này. Đằng sau nó sử dụng một cái cổng nguồn USB 5V như thế này, và bên cạnh là có một cái cổng AI USB, thì mình không nhầm, cái cổng này là cổng kết nối với các cái giao thức nhà thông minh gì đó của Kecam gì đó, mình cũng không không sử dụng, mình không biết được. Đấy, thì mình sử dụng cái cổng nguồn này thôi này. Bên cạnh là một cái đèn nguồn và hình như là nút reset luôn thì phải. Đó, mắt cam. Đây là mắt cam. Cái nguồn đi kèm của nó ấy, thì sẽ là cái nguồn màu trắng như thế này. 5V 2A, một cái công suất đủ dùng cho một cái camera 5V 2A, bám dây cũng màu trắng luôn. Đấy, mình thích những cái đồng bộ đồng màu này, chứ cam trắng sang dây đen hoặc củ đen thì không đẹp lắm. Đồng màu màu trắng rất đẹp. Cổng một đầu USB và một đầu là micro USB. Cổng này thì thực ra thì nó cũng cũ rồi, bây giờ nó dùng Type-C thì hay hơn, nhưng mà các thiết bị này chưa cập nhật đâu. Ngoài ra này còn có kèm theo một cái giá treo, hai con ốc vít này. Ốc vít này thì thực ra không, mình không quan tâm lắm, mình quan tâm đến cái giá treo này thôi. Giá treo này các bạn có thể treo được nó lên trần. Đó, treo nó lên trần. Ui, xoay chặt này, không biết là xoay cái gì. Hơi chặt. Cái giá treo này hơi chặt. Đấy, hơi chặt. Ở đây các bạn phải xoay. Thì mình nghĩ là phải xoay thật khá là mạnh một chút. Cái giá treo này mình sẽ sử dụng để treo nó lên trần. À đấy, nhắc lại một chút là về cái thiết kế này. Trong những cái video lần trước mình đã có giới thiệu với các bạn một vài những cái loại camera của hãng EOS, thì thiết kế của nó thì không được nhỏ gọn lắm, nó hơi cồng kềnh với nhiều dây wifi hay là gì gì đó. Loa đàm thoại cũng hơi nhỏ, ngoại trừ cái chiếc camera treo tường gắn ngoài trời ấy, thì loa rất là to, nghe nhạc cũng rất là hay luôn, nếu mà các bạn nghe nhạc được. Thực ra thì không nghe nhạc đấy. Thì cái thương hiệu Kecam này thiết kế của nó, theo mình đánh giá cực kỳ là nhỏ gọn, không hề có râu wifi rườm rà, rất nhỏ gọn. Có phần phần đế ở đây và cái phần đầu camera ở đây. Thì nếu như các bạn tìm nó ở trên internet xem bằng hình ảnh ấy, thì khi mà các bạn mua thực tế các bạn sẽ cảm thấy là nó to hơn các bạn tưởng tượng. Thì kích thước của nó như sau, mình sẽ có thể đo cho các bạn nào mà quan tâm ấy. Kích thước của cái đầu của nó ấy, thì rơi vào tầm khoảng 78 mm. Đấy, kích thước của cái cụm đầu này là 78 mm, khá là to đấy nhé, không phải nhỏ ti ti như mình tưởng tượng trong hình ảnh đâu. Còn kích thước của cái đế, đường kính của cái đế nó rơi vào tầm khoảng 60, ui đế tròn cơ, đó phần đế tròn này nó phải rơi vào tầm 70 đấy, 70, kích thước của cái đế là 70. Và chiều cao tổng thể của cả chiếc camera này, nếu mà bạn nào quan tâm thì là 110, chính xác là 110, chiều cao là 110. Vậy thôi nhỉ, kích thước tổng thể như vậy thôi.
Thì khi mình nhận được mình cũng thấy là kích thước nó khá to. Quay lại hoạt động của nó một chút thì mình thấy rằng là cái camera của này nó cũng sẽ có hai cái motor để khiển trục quay ở đây. Tức là nó quay được góc thẳng đứng là 90 độ và góc xung quanh là được 355 độ. Thì hai cái motor, một cái motor gắn vào cái trục này quay và một cái motor để ngửa lên ngửa xuống như này. Đấy thì cảm nhận một chút thì cái độ dơ của nó khá lớn, lỏng lẻo này. Đấy. Nhưng mà không sao, hoạt động bật là được. Thực ra nó thấy không chắc chắn lắm. À, hàng rẻ tiền chưa đến 300 nghìn chỉ vậy thôi. À, mình mua kèm theo một cái tích thẻ nhớ 32 GB như này thì giá lên là 389 à. Tức là tích thẻ nhớ 32 GB của hãng Mixxe Thái Lan à. Đây có hình biểu tượng cô gái Thái Lan đây. Được định giá là 100 nghìn. 289 camera thêm 100 nghìn thì 389. À, 100 nghìn cho một chiếc thẻ nhớ 32 GB như này thì mình cũng không biết là nó đắt hay rẻ, tại vì là những cái chiếc camera EOS lần trước mình giới thiệu các bạn mua kèm thẻ nhớ 32 GB thì tính ra cái thẻ nhớ nó chỉ có 69 nghìn thôi, nhưng thẻ nhớ này 100 nghìn nhỉ. Không sao, không vấn đề gì cả. Bây giờ nó cũng không không thấy nhiều bạn bán cái thẻ nhớ kia nữa, mình đành mua cái thẻ nhớ này. Camera đấy, đánh giá bên ngoài ngoại quan một chút thế thôi, nhựa cứng trắng, thiết kế khá là bầu bĩnh, nhìn cũng đẹp, nói chung là đẹp, treo ngược lên trần hoặc là để trên bàn như này cũng được, không vấn đề gì cả đấy. Xem thông số chiếc camera này một chút này, xem có thông số gì không. Không có thông số gì nhiều lắm, chỉ có mỗi thông số mình nghĩ các bạn quan tâm thông số này thôi. Camera 240 megapixel, độ phân giải Full HD 1080p. Để kiểm chứng của nó thì mình nghĩ là lát nữa mình sẽ test cái hình ảnh và xem cái chất lượng hình ảnh của nó là như thế nào thì mới biết được, chứ nghe quảng cáo là nhiều khi các bạn nhớ đến cái video mà mình đánh giá review cái camera 360 độ úp trần ấy cũng thông số là 240 megapixel Full HD, nhưng thực tế khi mà mình check ra thì camera của nó không được, thậm chí HD luôn, chỉ có không phẩy mấy megapixel, và chất lượng hình ảnh độ phân giải cực cực thấp. Thì đấy, thì đánh giá và đánh giá do cái hình ảnh camera thu về được ấy, chứ không thể đánh giá bằng cái thông số nhà sản xuất quảng cáo được. Model CC 2020 đấy, bỏ những cái sang bên. Thì bây giờ mình sẽ cắm điện vào và mình kết nối nó, mình test cho các bạn xem về thiết kế bên ngoài tổng thể rồi này, về hình ảnh ra sao và chất lượng âm thanh ra sao, cái mọi người quan tâm đó, đàm thoại hai chiều, mic các thứ, loa to rõ ràng hay không, hình ảnh sắc nét hay không, có đúng như quảng cáo hay không. Thì đấy là cái mà mình nghĩ các bạn cần đánh giá về cái camera này, chứ nếu mà chỉ review về hình thức thì các bạn xem các bạn đủ rồi, các thấy hình ảnh là đủ rồi, nhưng còn về chất lượng sử dụng của nó như nào thì mình sẽ đánh giá sau khi mình kết nối. Cho các bạn thì phía dưới này, ở đây mình có cái nút reset ở đây, nó viết đây, nó có viết chữ ở đây, hơi hơi khó nhìn một chút, và đây là nút reset này, các bạn thể nhấn vào nút reset nhé, ở phía dưới gập này, nút reset này, còn bên cạnh này là khe cắm thẻ nhớ, đây khe cắm thẻ nhớ ở đây, còn nút reset ở đây, còn cái lỗ ở chỗ này ấy, nó là cái microphone, cái mic để mình có thể thu âm khi mà đàm thoại hai chiều này. Ở mặt trước này của nó thì mình có một cái cảm biến ánh sáng ở đây, còn cái đèn hồng ngoại nó bố trí xung quanh viền này. Phía dưới này, ở phía sau này, đây nó chỉ là cái đèn led báo nguồn và trạng thái thôi, chứ nó không không phải nút reset. Nhiều một vài mẫu nó đặt nút reset phía sau này, nhưng cái này reset ở dưới gầm này, nên các bạn chú ý cái điều nhỏ nhỏ đó. Đấy thì đó, đây là cái ứng dụng Care Cam Pro mà sau khi mình đã tải về mình đăng ký một cái tài khoản bằng số điện thoại, hoặc là bạn có thể đăng ký bằng Gmail hoặc sử dụng luôn cái Gmail các bạn đang đăng nhập cũng được, tùy các bạn. Thì mình đã đăng ký cái camera này vào đây rồi, cái cách đăng ký của nó thì cũng rất dễ dàng thôi, có rất sử dụng bằng tiếng Việt ở đây rồi, các bạn có thể bỏ chút ra đọc, hoặc là các bạn thì cũng không đọc không hiểu nữa thì các bạn có thể xem các cái video khác ở trên YouTube. Rất nhiều, mình không 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 hướng dẫn cái bước này nữa, nó lằng nhằng nhườm già mất thời gian của các bạn ra, nên là các bạn nào không biết thì cố gắng xem thêm nhé, mình nghĩ cái này là quá đơn giản rồi, không mình không nói đến nữa. Thì đây mình đã đăng ký rồi, mình sẽ tập trung vào cái chất lượng hình ảnh âm thanh của nó sẽ như thế nào thôi. Mình có một camera thôi thì mình có thể kiểm tra luôn đó. Đây camera đây, mình có thể xoay hướng nó đi này, xoay xoay camera xoay cũng rất là mượt đó. Mình xoay ra phòng khách của mình nhà mình như mọi khi để các bạn có thể so sánh được với những cái camera EOS khác. Thì ở đây cái chất lượng hình ảnh của nó, bạn thấy ở đây là có chất lượng là Full HD này. Full HD các bạn thay đổi sang là HD. Mình không thích cảm ứng của cái iPhone này lắm, cảm ứng nó cảm giác nó hơi hơi không nhạy lắm. Đấy, nếu mà các bạn chuyển về chất lượng HD thì tốc độ truyền hình ảnh dữ liệu chỉ có 8 KB trên một giây và chất lượng là HD, hình ảnh sẽ hơi mờ một chút. Mình có thể để to ra các bạn có thể dễ dàng quan sát này.
Đó, đây là hình ảnh của chất lượng HD. Nếu mà mình chuyển sang Full HD nét hơn, nếu mà các bạn có điều kiện là mạng tốc độ khỏe thì bạn có thể sử dụng Full HD đấy. Chất lượng hình ảnh sắc nét hơn, rõ nét chi tiết hơn và chất lượng tốc độ truyền dữ liệu sẽ tầm khoảng 90 hơn 90 kB trên một giây, tức là Full HD IPC camera. Đấy. Đây chất lượng hình ảnh này. Mình đánh giá thì cái màu của nó thì hơi nhạt so với màu của camera Yosi, nhưng mà mình nghĩ cái màu này sẽ gần với màu thực tế hơn. Cái màu mặc dù nó không được đậm đà lắm nhưng mà mình nghĩ nó sẽ gần màu thực tế, hình ảnh chân thực hơn. Đó, cái độ phản hồi tốc độ hình ảnh thì cũng khá là tốt. Các bạn thấy mình giơ tay ở đây này. Đấy, tốc độ phản hồi hình ảnh khá tốt, không bị lag hay bị chậm hình ảnh nhiều lắm. Ngay cả khi mà mình di chuyển camera này, mình bấm đây là mình di chuyển camera. Đấy, hình ảnh gần như là di chuyển tức thời theo, nó không có cái độ lag, độ trễ nhiều lắm. Rất là ok. Cái điểm này mình giá khá là ok này. Tốc độ phản hồi hình ảnh khá tốt và phản hồi theo cái phím điều hướng để di chuyển camera cũng khá là tốt. Rồi, tiếp theo ở đây mình sẽ có là loa thì sao? Nếu mình bật loa lên, mình đánh giá về cái mic thu âm của nó trước. Mình tăng âm lượng. Mình tạm để ra này. Mình sẽ để gần gần đây các bạn thấy. Alo. 1 2 3 4. Để gần đây đánh giá thì hơi khó, nhưng mà mình đánh giá là cái mic thu này rất là tốt và âm thanh trong trẻo rõ ràng. Mình đã test rồi, âm thanh trong trẻo rõ ràng, để gần thì nó bị réo. Nhưng mà nếu mà mình để ra đằng sau camera này xa hơn này. Đấy. Alo. 1 2 3. Alo. Là âm thanh là thu về to rõ và trong, không bị rè. Nhiều camera, đặc biệt là cái chiếc camera Yosi mà mình đã giới thiệu các bạn thì có một vài chiếc thì cái âm thanh thu về cái mic của nó không rõ, nó bị rè rè nhỏ nhỏ. Thì cái mic này là to. Đấy là một cái điểm nổi trội. Thứ hai nữa, nếu mà các bạn nói alo. Ui, sổ loa cũng khá là to. Đấy, cũng vì để gần cho nên mình lại để ra xa một chút này. Alo. Alo. Đấy, to. Mình test kiểu này để gần thì nó chói, rất là chói tai. Thì cái âm thanh của nó thì mặc dù là không thể to và trầm ấm như cái camera Yosi ngoài trời mình trước mình giới thiệu các bạn được, tại vì là loa nhỏ. Cái này kích thước loa của nó rất nhỏ, đây cái loa nó chỉ nhỏ nhỏ như thế này thôi, nhỏ bằng ngón tay này thôi, thì các bạn cũng không thể đòi hỏi được một cái âm thanh nó to mà nó lại trong trẻo, nó trầm ấm được. Cái này nó to nhưng mà nó hơi 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 hơi, hơi chói tai một chút, nhưng mà đảm bảo là các bạn to, các bạn có thể nói đàm thoại hai chiều to rõ, các bạn có thể nghe được, hơn hẳn những chiếc camera Yosi. Hình ảnh hơn, âm thanh đàm thoại hai chiều đều hơn cả. Do vậy thì mình đánh giá đây là một chiếc camera khá là tuyệt vời trong trong cái tầm giá tầm khoảng 300 ngàn mà các bạn sẽ sử dụng thay cho cái thương hiệu Yosi, một cái thương hiệu Vietstar quốc tế gì gì đó. Rồi, cái ngày giờ hiển thị trên này cũng rất là nhỏ nhắn gọn gàng. Mình cũng không hiểu sao là một số những cái camera Yosi về sau này ấy, cái ngày giờ bằng hiển thị rất là to thô ở trên góc này. Còn chứ giống như cái camera Yosi đời đầu ấy thì nó hiển thị như cái này. Ngày tháng ngày giờ hiển thị rất nhỏ, góc này rất là ok. Ngoài ra thì chụp ảnh ghi hình lại thì cái đấy thì mình nghĩ quen thuộc rồi, không có gì phải giới thiệu cả. Quay lại. Ok, và setting đi qua một chút vào xem setting thế nào. Cài đặt camera thế nào. Bạn có thể bật tắt camera bằng cái nút này, nhưng mà các bạn tắt đi thì tất nhiên là các bạn ra đây sẽ là tắt, không xem được. Muốn mở lên các bạn phải mở lên. Có thêm cái chế độ đó cũng khá là hay. Đấy. Các bạn có thể cài đặt hình ảnh xoay camera này. Nếu mà các bạn treo lên trần, các bạn có thể chờ đảo ngược hình ảnh lại, hoặc là để trên bàn thì để thẳng đứng. Rất là hay, nếu mà mình thử đảo ngược này. Ok, mình đảo ngược lưu lại. Đấy. Lúc đấy các bạn xoay hình ảnh lại như này. Mình thấy rằng hình như cái chế độ này ở camera thông thường của Yosi đợt trước mình giới thiệu các bạn thì không có cái tính năng này. Tại vì bản chất là cái camera này nó thiết kế các bạn vừa thể để bán rẻ vừa thể có thể treo được, cho nên là nó có chế độ đảo ngược hình ảnh rất là hay. Rất là hay.
Mình trở về chế độ ban đầu, lưu lại. Các bạn có thể tắt microphone đấy, cái đấy không quan trọng. Đèn hồng ngoại thì các bạn có thể là để tự động hoặc là để chế độ là màu 10 phút, đèn hồng ngoại sẽ tự động tắt trở về chế độ tự động sau 10 phút. Các bạn cố tình bật cái hồng ngoại lên đấy, còn nếu để tự động thì tắt hết đèn đi thì tự nó bật hồng ngoại lên như những camera khác thôi, cái đấy không có gì ấy cả. Khởi động lại, các bạn có thể khởi động lại bằng phần mềm của chiếc camera này. Ghi âm và ghi video và thẻ nhớ các bạn có thể để là HD, Full HD, mình để Full HD cho nét. Nhật ký máy ảnh, các thứ, cả cảnh báo thì phát hiện chuyển động, phát hiện con người, phát hiện khuôn mặt hay không. Những cái này thì các bạn có thể bật lên cảnh báo. Như các bạn bật bật phát hiện chuyển động lên thì có phát hiện có người đi qua thì nó sẽ cảnh báo. Cái này cũng giống như những cái camera khác, không có gì đặc biệt cả. Mình nghĩ các bạn không không quan tâm cái này, mình sẽ bỏ qua. Thông báo thiết lập mạng ở đây, có cái mục thiết lập mạng ở đây. Tức là gì? Tức là nếu như mà những cái camera Yosi đợt trước mình giới thiệu các bạn không có cái mục thiết lập mạng này ấy, thì khi mà mình đổi wifi khác hoặc là mình di chuyển vị trí khác đến một cái phòng khác dùng wifi khác thì các bạn phải reset lại và đăng ký lại camera. Còn ở camera này có mục thiết lập mạng ở đây thì các bạn thì vào các bạn chọn là chọn lại mạng. Các bạn có thể chọn lại mạng khác cho nó bắt một cái wifi khác, không cần phải đăng ký lại toàn bộ cái wifi cái camera của mình thì rất là hay. Các bạn có thể bắt sang một camera khác, sorry, các bạn bắt sang một cái wifi khác nhập mật khẩu lại là xong, đỡ phải mất công reset đăng ký lại, nó mất thời gian. Thẻ nhớ đây, mình lắp thẻ nhớ 32 GB vào để lưu trữ thôi, chắc cũng giống tương đương như một cái camera Yosi, thẻ 32 GB có thể lưu được tầm khoảng 5 ngày gì đó. Đây, ngày giờ và thời gian thì các bạn có thể chỉnh, nếu như sai các bạn có thể chỉnh lại múi giờ. Mình là múi giờ cộng 7 thì tương đương với múi giờ của Bangkok, đặt tự động được một gì cả. Mặc định ban đầu có thể là múi giờ cộng 8 của Trung Quốc, Bắc Kinh gì đó. Xóa camera thì các bạn có thể xóa đi cài lại. Ok, ngoài ra thì cũng có tính năng ở ngoài trang chủ là chia sẻ. Các bạn có thể chia sẻ nhiều người dùng, ví dụ như các bạn trong gia đình có nhiều thành viên, các bạn cũng có thể chia sẻ cái chiếc camera này trên sang cho người khác cùng sử dụng mà không cần phải đăng ký lại. Nếu mà các bạn đăng ký lại thì ở bên này sẽ mất, vì các bạn phải reset lại cái camera, cho nên là các bạn sẽ chia sẻ với các thành viên trong gia đình bạn sử dụng là chia sẻ với tài khoản khác ở ở trên một điện thoại khác. Các bạn đăng ký một tài khoản khác bằng số điện thoại nào đó thì các bạn sẽ nhập vào đây. Còn nếu không thì mình nghĩ đơn giản nhất là các bạn chia sẻ theo dạng QR code này. Các bạn có thể mở thêm thiết bị ở cái tài khoản khác, các bạn quét cái QR code này tự động sẽ chia sẻ thiết bị này sang. Đấy, thì chia sẻ nhiều người dùng cũng giống như Yosi, cái này bắt buộc phải có, nếu không có tính năng này thì lại hơi bất tiện và không thể chia sẻ nhiều người dùng được. Ngoài ra mình xem nào. Ngoài ra ở trong này có thẻ nhớ thì ok rồi, xem lại được. Cài đặt, cài đặt này là cài đặt chính là nó, không có gì đặc biệt. Bấm vào đây thì sao, sự kiện không có gì. Nếu mà muốn không có gì hay nữa cả. Chuyển sang micro này để các bạn nói này, chuyển sang đây để các bạn điều hướng này, là bình thường không có gì đặc biệt cả. Nếu mà chụp ảnh đấy, các bạn bấm nút hình cái kéo chụp ảnh, các bạn thể xem lại hình ảnh các bạn vừa lưu này. Đấy, mình vừa chụp 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 thử vào vài hình, bạn thấy rằng kích thước một hình ảnh chụp trung bình rơi vào tầm khoảng 2 MB, 2 MB cho ảnh Full HD thì rất là ok. Các bạn có thể lưu lại vào, bấm vào cái nút chia sẻ, các bạn có thể lưu vào trong bộ nhớ máy gì gì đó đó. Ok, rất là tốt, rất là tiện. Tuyệt vời cho một cái camera như thế này. Ngoài ra các bạn có thể câu hỏi gì nữa không thì các bạn có thể comment để mình có thể trả lời thắc mắc cho các bạn. Tại vì rất nhiều các bạn đang băn khoăn chưa biết mua một chiếc camera nào cho mình, thì bản thân mình đã mua rất nhiều camera và hiện tại mình mua đến chiếc camera này thì mình cảm thấy nó khá là ok, vừa tầm giá mà phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình. Hình ảnh, âm thanh, sắc nét, đàm thoại hai chiều ok. Ngoài ra còn gì nữa không nhỉ? Hết rồi. Còn nếu mà các bạn nào mà muốn mình tháo cái này ra, các bạn khám phá ở bên trong camera này nó
Với mức giá rẻ tiền như vậy thì kết cấu nó như nào thì các bạn thì comment thì mình sẽ tháo cho các bạn xem. Hiện tại camera này đang là camera rất là mới, mình mới mua hôm nay, bảo hành 12 tháng. Nhưng mà nếu tháo ra sẽ mất bảo hành, nhưng nếu các bạn có nhu cầu các bạn có thể comment. Mình sẽ làm một video khác mình tháo cho các bạn xem bên trong là ra sao, như thế nào. Rồi hiện tại bây giờ mình sẽ chưa tháo, mình sẽ lắp đặt nó lên trên trần nhà mình đã. Đây. Buổi tối thì các bạn thấy là nó sẽ có 6 cái đèn hồng ngoại xung quanh như thế này. Đây là 6 cái đèn hồng ngoại của nó. Thì cách bố trí đèn hồng ngoại này thì thực ra nhìn nó cũng hơi lạ, nhưng mà không sao. Hiệu quả là chính. Về đèn hồng ngoại buổi tối thì mình quan sát thấy rằng nó không được nét, như là không được rõ ràng như là Yossi, nhưng mà cũng không đến nỗi là quá tệ, chấp nhận được.